Phật lịch 2562 có nghĩa là 2018 được tổ chức tại ngôi Già Lam cổ tự là Mahayana Raja Mahavihara ở khu vực Birgiriya Kurunegala vào ngày 28 tháng 4 2018 với sự hiện diện của cư sĩ là Maithripala Sirisena, tổng thống của Sri Lanka. Các chương trình tôn giáo đã được tổ chức long trọng ngay trong tuần lễ Vesak quốc gia, bao gồm 150 chương trình phát triển tâm linh ở thành phố Kurunegala, thủ phủ của tỉnh Tây Bắc, 6 dịch vụ lưu động, 16 chương trình đào tạo Phật học, 61 chương trình sức khỏe và giáo pháp, 30 chương trình thiền định dành cho trẻ em, 18 chương trình hướng nghiệp và Phật giáo, vân vân. Đại lễ Vesak năm 2018, tức là Phật lịch 2562, đã được tổ chức trang nghiêm, long trọng tại các tự viện ở khắp đất nước Sri Lanka. Đại diện các tổ chức quốc tế, các vị giáo phẩm cao cấp Phật giáo các nước, các chính phủ, đại diện một số quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 1.000 đại biểu chính thức tham dự. Các vị đã được lắng nghe thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng Giám đốc UNESCO, Thủ tướng nước chủ nhà và đại diện lãnh đạo Phật giáo và chính trị tại các quốc gia như Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Nhật Bản, Mông Cổ, Thái Lan, v.v. Tinh thần chung mà các thông điệp gửi đến cộng đồng Phật giáo trên thế giới là một lần nữa xác định Đức Phật là một con người lịch sử đã tự thân giác ngộ toàn vẹn, trở thành một bậc thầy vượt lên cả tôn giáo và thời gian. Giáo lý mà Ngài thuyết giảng là thiết thực hiện tại, cần thiết cho mọi thời đại, nhất là trong thời đại ngày nay. Gợi ý nhiều giải pháp tốt đẹp cho những khủng hoảng về đạo đức, lối sống của nhân loại. Chính vì vậy mà Liên Hiệp Quốc đồng thuận công nhận Vesak Tam Hợp kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Đó là sự kiện đản sinh, thành đạo và thi hiện nhập Niết Bàn làm ngày lễ của toàn thế giới. Ở từng góc độ, mỗi người có thể tự tìm thấy con đường phát triển nhân cách của mình qua giáo lý đó. Mỗi cộng đồng có thể tốt lên nhiều nhờ thực hành, ứng dụng các nguyên tắc sống mà Đức Phật đã lưu tâm trong kinh điển. Các quốc gia có thể tìm thấy các giải pháp cho nhận thức và thay đổi hành vi của số đông nhằm xây dựng sự phát triển ổn định và bền vững, không chỉ cho đất nước của mình mà cho cả toàn thế giới. Đại lễ Vesak cũng dành thời lượng cho chuyên đề những đóng góp của những người Phật tử cho đối thoại chung trách nhiệm với môi trường và hòa bình thế giới. Sri Lanka tổ chức đại lễ Vesak Phật lịch 2562 cấp quốc gia tại di tích lịch sử Bingiriya Devagiri Rajamaha Vihara nằm ở quận Kurunegala. Đây là địa danh của thủ đô cổ đại của hoàng gia từ cuối thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 14. Đại lễ Vesak đã được khai mạc vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 với sự tham dự của cư sĩ Maithripala Sirisena, tổng thống thứ 7 của Sri Lanka, với chủ đề Demunu Sita Suwajinade. Cư sĩ Gamini Pereira, Bộ trưởng Phát triển Bền vững và Động vật Hoang dã và Bộ trưởng Buddha Sasana cho biết đất nước tổ chức một chương trình diễn ra song song trong tuần lễ Vesak kéo dài từ ngày 26 tháng 4 tới ngày 2 tháng 5 2018, cho thấy sự phục hưng của Phật giáo tại Sri Lanka. Thông điệp Vesak Phật lịch 2562, cư sĩ là Maithripala Sirisena, tổng thống đương nhiệm của đạo quốc Phật giáo Sri Lanka, đã nhấn mạnh những lời dạy của Đức Phật, phản ánh tầm nhìn tuyệt vời của một nhà hiền triết tôn giáo và triết gia nhân đạo, có sức hấp dẫn vĩnh cửu đối với nền văn minh nhân loại.
toàn thể Phật tử trên khắp thế giới đều hân hoan đón mừng đại lễ Vesak Phật lịch 2562 với tâm thành kính để tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật: đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Những kim ngôn khẩu ngọc của Đức Phật phản ánh một tầm nhìn tuyệt vời của một nhà hiền triết tôn giáo vĩ đại và một nhà triết học nhân đạo, có động lực hấp dẫn vĩnh cửu đối với nền văn minh nhân loại. Thái tử Siddhartha ra đời trong bối cảnh xã hội phức tạp Ấn Độ cổ đại với nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau, và tôn giáo có tác động mạnh mẽ đến xã hội thời bấy giờ. Phụ nữ bị coi là những người yếu đuối và chịu nhiều hạn chế trong một xã hội thống trị bởi nam giới. Giáo lý từ bi trí tuệ của Phật giáo đã giải phóng những tư tưởng lạc hậu và truyền thống vô đạo đức chiếm ưu thế trong xã hội, vốn bắt nguồn từ sự mê tín tà kiến, và tiến về phía trước với chính tư duy khoa học. Đức Phật đã trực tiếp thay đổi những suy nghĩ cổ hủ của con người. Quyền hiểu biết lẽ thật sau khi tư duy một cách đúng đắn trong tâm trí đã được Đức Phật chỉ bày cho mỗi một chúng ta. Do đó, Ngài kêu gọi mọi người hãy tự mình thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình để xua tan đi màn vô minh ảo vọng tâm tối. Đức Phật tuyên thuyết rằng chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Bản hoài của chư Phật mười phương là muốn chỉ cho chúng sanh thấy ai cũng có tri kiến Phật, tức Phật tánh như nhau, bình đẳng không khác. Từ đó sẽ nhận ra và hằng sống được với Phật tánh của chính mình một cách viên mãn. Sự thị hiện của một đời vĩ đại của Đức Phật đã siêu vượt thời gian và không gian, không bị vướng buộc trong những quy ước tương đối của con người. Khái niệm cao quý này đã trở thành một động lực của toàn bộ nhân loại. Ánh sáng từ bi giải hận thù và sự bất bình đẳng trong xã hội, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đánh thức trí tuệ của con người và tổ chức đại lễ Vesak là cơ hội lý tưởng để ôn lại giáo lý vĩ đại của Ngài với sự tôn quý cao thượng. Tổng thống đã nói: "Tôi thành tâm kính cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và cầu chúc cho sự an lạc, hạnh phúc đến với toàn thể Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới này." Kính thưa quý khán thính giả, đạo quốc Sri Lanka là đạo quốc với đông đảo Phật tử. Và chính vì vậy, rất nhiều những chương trình đã được tổ chức ngay nguyên mùa lễ Vesak. Tại đây, lễ Vesak không chỉ diễn ra chỉ là 1-2 ngày, mà là cả một tuần lễ với rất nhiều những chương trình đặc sắc và thú vị cũng như trang nghiêm long trọng được tổ chức trên khắp cả nước. Dân chúng đều tề tự đến các ngôi tự viện cũng như sẽ tập trung ở ngoài đường phố để cùng tham dự những chương trình của mùa lễ Vesak. Mọi người tham gia để tạo ra một xã hội bền vững dưới sự hỗ trợ phát triển tâm linh một cách phóng khoáng, tự do, hòa bình và an lạc dưới những đức tin Phật giáo. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi là những hình ảnh lung linh tráng lệ tại đất nước Sri Lanka đón chào mùa đại lễ Phật đản. Và Tuyết Nha rất cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành với Tuyết Nha trong chặng đường khám phá tâm linh kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc cho quý vị thật nhiều những niềm vui, hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống và mùa lễ Phật đản thật là hạnh phúc và thần tâm thường lạc.